Tin ban truyền thông, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước làm phép văn phòng truyền thông giáo phận Phú Cường. Chiều thứ Tư, ngày 13 tháng 6 năm 2018, vào lúc 17:30, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, đã làm phép văn phòng truyền thông của giáo phận. Hiệp ý cầu nguyện cùng với Đức cha có quý cha trong ban truyền thông, quý ân nhân và các anh chị em ban mục vụ truyền thông Phú Cường. Trước khi cử hành nghi thức làm phép văn phòng truyền thông, Đức cha Giuse đã ân cần chia sẻ tâm tình người mục tử cách riêng đối với ban truyền thông. Đức cha bày tỏ niềm vui khi nhận thấy sự thăng tiến của ban truyền thông giáo phận, từ cơ sở vật chất đến việc hình thành các chương trình phục vụ thật hữu ích cho mọi người. Đức cha gửi gắm tâm tình và hy vọng truyền thông phải hoạt động thực sự hiệu quả, mang lại lợi ích thiêng liêng với mục tiêu làm sáng danh Thiên Chúa. Sau giây phút chia sẻ tâm tình, Đức cha Giuse dâng lời cầu nguyện: Xin Chúa đồng hành và soi dẫn để ban truyền thông luôn cảm nghiệm được thánh ý Chúa, để Chúa soi dẫn trên bước đường thực thi sứ vụ của mình. Và Đức cha bắt đầu nghi thức làm phép và rảy nước thánh khắp phòng truyền thông. Cộng đoàn cùng hiệp nguyện với Đức cha trong lời bài hát Tâm tình hiến dâng là lời nguyện cầu: Chúng con xin dâng trọn tâm tình lên Thiên Chúa, từng việc chúng con làm xin dâng lên Chúa. Xin Chúa thương đón nhận và chở che chúng con trong sứ vụ của mình. Cha Tadeo Lý Nguyễn Anh Thi, trưởng ban truyền thông, đại diện nói lời tri ân đến Đức cha đã yêu thương nâng đỡ trong từng bước tiến của ban truyền thông. Cha Tadeo cũng cảm ơn quý ân nhân đã hy sinh cách này cách khác trong sự thầm lặng để giúp đỡ ban truyền thông. Mọi người cảm nhận được hơi ấm tình yêu của Thiên Chúa lan tỏa đến từng người, từng ánh mắt và nụ cười ánh lên niềm vui và hạnh phúc. Mọi người cùng nhau chụp ảnh lưu niệm với Đức cha Giuse tại phòng truyền thông và phim trường. Cũng nhân dịp này, cha Phaolô Hoàng Mạnh Huy, phó ban truyền thông, đã giới thiệu đến Đức cha và mọi người từng nhóm tác nghiệp của ban truyền thông. Sau đó, mọi người cùng chia sẻ niềm vui trong bữa cơm tối thân mật. Không khí buổi chiều nay thật an bình, vui tươi và ấm áp trong tình thân gia đình.